Vâng, em chào tất cả các bác ở bên miền Trung Quốc. Nay ngày 21 tháng 7 2020, em test cặp loa 4.2 series 2. Hãy gửi cho bác ở ngoài Bắc, bác giấu tên luôn nha. Cặp loa cực kỳ là đẹp nha, series liền kề hết nha. À xin lỗi, em xin những series là trùng series đó. Dòng này là nó trùng series nha, sản xuất cặp. Tất cả là gân zin và hàng đẹp xuất sắc cho các bác nha. Thùng rất là đẹp kia, em vẫn còn một cặp vẫn giá là 16 triệu 500 ngàn cho các bác nha. Các bác nào tới nhà em thì bê luôn là 16 triệu. Còn các bác ở xa thì cọc tiền là chuyên khoản đủ, em vẫn bao ship cho các bác nha. Tiền ship nó không đáng bao nhiêu đâu, cặp loa này ship gói 150.000 thôi, chủ yếu anh em đến từ niềm tin thôi, và các bác mua được giá tốt thì mua thôi. Đấy, loa rất là đẹp nha, thùng vách đẹp kem. Thì cuối video em quay cho các bác xem. À, sau đây em ghép nối với con 7825 mã để các bác cùng nghe. Em này là giá 11.500.000, loa nào chơi cũng được nha. Sau đây mời các bác nghe thử âm thanh của nó. Bác nào cần sản phẩm nào thì cứ alo cho em nha. Lo bot thì em đang về dòng 301 AV monitor, giá rất là tầm tiền cho các bác, để hỗ trợ cho các bác giá tốt nhất, giá là 14 triệu một cặp nha. Rồi tối em về một cặp thì cũng có đáp, chỗ sáng nay chốt và đã chuyển tiền rồi. Thì chiều nay em sẽ hàng về sẽ khui thêm 1-2 cặp nữa nha các bác.